Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy tất cả những người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: Một người kia có hai con trai, người con thứ nói với cha rằng: Thưa cha, xin cho con phần gia tài con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu gom tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hôm qua vừa dừng lại ở điểm cuối cùng của cái câu chuyện nói về hành vi người con thứ đi làm thuê cho một người và người ta yêu cầu anh ta ra đồng chăn heo. Rồi anh ta ra đồng chăn heo ước ao ăn cám heo mà không có mà ăn. Hôm qua chúng ta dừng lại chỗ đấy có phải không nào? Bài đọc mà chúng ta vừa nghe trong đoạn phúc âm trích tin mừng Thánh Luca kể tiếp là: Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ rằng, vân vân. Biết bao nhiêu người làm công, vân vân. Quý anh bà anh chị em suy nghĩ thử xem nhé. Cái người con này quyết định trở về với cha là vì cái gì thế? Cái người này, cái suy nghĩ nào, cái tư tưởng nào mà làm cho nó nghĩ về gia đình của nó, về bố nó và quyết định trở về? Con biết không? Không biết. Con biết không? Nhỏ con không biết. Chị biết không? Chị suy nghĩ coi. Dạ thưa cha, vì anh ta không muốn bị chết đói. Dạ. Quý ông bà anh chị em suy nghĩ thử xem nhé. Có phải là tại vì nó đói, nó bước một bước nữa là bước tới cái chết, và chỉ khi nó bước tới cái, nó đối diện với cái chết, nó mới quyết định quay trở lại. Như vậy nó quay trở lại là vì nó hay là vì ba nó thế? Vì nó đấy. Nó quay trở lại là vì nó đấy chứ, có phải là nó vì thương ba nó đâu. Có đúng không? Cho nên chúng ta xem này,
nó bước một bước nữa là tới cái chết. Khi đấy nó mới nghĩ lại. Nó nghĩ cái gì? Nó nghĩ đến một sự so sánh thân phận của nó và thân phận của những người làm công trong nhà nó. Nó nghĩ cái gì? Nó nói là bao nhiêu người làm công ở nhà bố của tôi được cơm dư gạo thừa, các bạn không? Nó so sánh cái thân phận của những người làm công ở nhà bố nó với nó, đang khi nó ở đây thì cám heo không có mà ăn. Quý ông bà anh chị em xem, ông Thánh Luca ông ấy kể một cái câu chuyện rất là hay. Ông ấy cho cái đứa con thứ này, sau cái sự quyết định ra đi đấy, thì cuộc sống của nó trượt dài, trượt dài, trượt dài, trượt dài, cho đến chỗ cùng đường của đường cùng, có phải không? Không còn chạy đi đâu được. Quý ông bà anh chị em suy nghĩ thử xem nhé. Nếu người ta cho nó ăn cám heo thì nó, quý ông bà anh chị em có nghĩ nó có về không? Có về không? Chưa chắc. Nếu người ta cho nó ăn cám heo, nó ước ăn cám heo, mà giá như mà người ta cho nó ăn cám heo thì chắc là nó ở lại nó ăn cám heo, nó không về. Một đứa con tuyệt tình với bố ấy, chạy, chui, rút, cho đến khi nào mà không chui được nữa, không rút đâu được nữa thì mới phải quay đầu. Và cái hành động đầu tiên khi nó quay đầu thì nó làm một cái sự so sánh, so sánh với những người làm công ở nhà cha nó với thân phận của nó hiện bây giờ. Những đứa làm công ở nhà cha nó được cơm dư gạo thừa, nó ở đây chết đói. Sau khi làm một cái so sánh đấy thì nó lên một kế hoạch. Chúng ta xem nhé, cái thằng này cũng khôn ngoan lắm. Nó định làm cái gì thì nó cũng tính toán ghê lắm. Nó lên một cái kế hoạch là thôi ta trỗi dậy đi về với ba, với bố ta, có phải không? Và khi mà về với bố ta thì cũng phải bảo cái gì chứ. Chứ về đứng một đống ở đây đâu có được. Lên kế hoạch. Và anh quý ông bà anh chị em xem nhé, nó lên kế hoạch cực kỳ là hay. Cho nên những người nào mà đang chuẩn bị về nhà thì phải học cái thằng này, học cái bài thằng này để về nói với bố này: thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Nói cái câu đấy ông bố ông có nghe có sướng không? Quá sướng. Nhưng mà thật lòng nó về có phải vì nó sám hối không? Có phải không? Có phải thật lòng nó về nó sám hối không? Ta vừa mới nói xong, cái gì làm cho nó quyết định đi về vậy? Tại nó chết đói, có phải không? Nhưng mà nó lên một kế hoạch rất là hay: thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến ba. Thật lòng nó có vậy không? Ta xem nhé, nó lên một kế hoạch cực kỳ là tỉ mỉ, chuẩn bị một câu nói cực kỳ là xúc động, làm lay động lòng của bố nó. Con xúc phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con của cha nữa. Nói rất là hay. Và cuối cùng mục đích của nó là gì đấy? Chị, mục đích của nó nói câu đó là để làm gì? Dạ là nó về nhà. Nó về nhà nó nói với ba nó là con xúc phạm đến trời và bến cha, con không đáng được gọi là con của cha. Câu đấy chỉ là câu mào đầu thôi. Mục đích của nó muốn ba nó tha thứ cho nó. Không phải ba nó tha thứ cho nó. Nó muốn ba nó chấp nhận. Chấp nhận cái gì? Cho nó sự về nhà. Không phải. Không phải ba nó muốn nó chấp nhận ba nó cho nó trở về. Chị biết không? Nó muốn cái gì? Hả? Kiếm ăn á. Nó nói là con không đáng được gọi là con của ba nữa. Và nó nghĩ với ba nó một điều. Chị không nhớ nó nói gì với ba nó à? Nó xin ba nó cái gì? Nào, mời bạn. Dạ thưa cha, là xin coi con như một người làm công của cha. À đấy, được rồi, xin cộng đoàn cho chàng phó tay con nào. Đúng rồi, xin coi con như một người làm công của cha vậy. Có phải lúc nó ở dưới kia là nó suy nghĩ là cái đứa làm công ở nhà của cha nó được cơm dư gạo thừa, nó ở đấy chết đói, có phải không? Và nó lên kế hoạch cuối cùng thì cái mục đích của nó về là chỉ cần ước mơ là nếu được làm đứa làm công như vậy là thành công chưa? Thành công chưa? Thành công rồi. Nhưng mà cái thằng đấy là thằng ngu. Nó xin về làm đứa làm công ấy, là nó ngu. Có phải không? Chúng ta xem nhé.
Nó có khôn ngoan mấy thì nó cũng ngu. Nó không có thể thông minh bằng bố nó được. Và chúng ta xem, quý ông bà anh chị em xem này. Nó về, quý ông bà anh chị em suy nghĩ thử xem, nó có ước mơ, nó có nghĩ, nếu mà bố nó nhận nó làm con lại, nó có bằng lòng không? Nó bằng lòng. Tại sao nó lại không nghĩ đến cái điều đấy nhỉ? Tại sao nó không nghĩ là thôi bố tha cho con đi, con về con làm con ngoan của bố? Tại sao nó không dám nói, nó nghĩ nó nói cái câu đấy, mà nó lại nghĩ trong đầu là xin cha hãy coi con như đứa làm công. Sao cái thằng này cù lần vậy? Quý ông bà có biết, chị em có biết tại sao? Tại sao vậy? Anh biết không? Anh suy nghĩ xem tại sao vậy? Anh biết không? Bạn biết không? Dạ thưa cha, nhiều khi con nghĩ là nó thả con tép bắt con tôm. Nó thả con tép nó bắt con tôm. Sao? Vẫn biết là cha nó vẫn thương nó ở đó trước mặt hàng ngày để mà có ngày cha nó nhận lại nó. Cảm ơn. Quý ông bà chị em suy nghĩ để ý cái điều mà hôm qua bản văn nó nói này. Nó ra đi phung phí, ăn chơi đàng điếm để phung phí cái gia tài của nó. À hôm qua tôi nói đến hai cái điều. Nó xin chia gia tài, ba nó cho của cải, có phải không? Đấy. Nhưng mà khi nó đi nó phung, nó ăn chơi đàng điếm để nó phung phí cái gia tài của nó nhá. Quý ông bà chị em suy nghĩ thử xem, nó trong tương quan với bố nó thì nó là ai đấy? Nó là đứa con, có phải không? Cái gia tài lớn nhất của nó là con của bố nó. Bây giờ nó cóc cần cái tư cách là con đấy. Nó nghĩ là bây giờ cái gì làm cho nó không còn là con của bố nó thì nó làm, để cho từ nay trở đi người ta không còn nghĩ nó là con của bố nó nữa. Và thế là ăn chơi đàng điếm. Nó ăn chơi đàng điếm và nó nghĩ là nếu nó ăn chơi đàng điếm thì nó sẽ không còn ai nghĩ nó là con của ông ấy nữa. Và nó ăn chơi đàng điếm. Và như thế nhé, trong lòng nó có quyết tâm không còn là con nữa không? Quyết tâm rồi. Và khi nó đã không còn muốn là con của bố nó nữa thì lúc nó đi về, nó có dám nghĩ là bố nó nhận nó lại nữa không? Khi nó đã tuyệt tình với bố nó, nó xóa sạch cái tư cách là con của bố, nó đâu dám nữa đâu. Nó nghĩ là bây giờ mà giỏi lắm về mà làm cái bài mà thắng lắm là làm đứa đầy tớ. Đấy là bài cờ, đó là cao nhất rồi đó, không thể cao hơn được. Vì nó đâu có dám nghĩ nó về bố nó nhận nó là con đó đâu. Nó chỉ nghĩ là bây giờ mà về bố nó nhận nó làm con, làm đứa đầy tớ là thắng rồi, thắng lớn rồi. Và thế là nó đi về. Có phải không? Quý ông bà anh chị em xem nhé. Thế mà khi nó về gần đến nhà nó, Thánh Luca bảo này này, bố nó thấy nó hay là nó thấy bố nó? Bố nó thấy nó, mặc dù bố nó ngồi ở nhà, có phải không? Bố nó có biết là lúc nào nó về đến nhà không? Không. Nó là người đi về thì nó phải biết là lúc nào nó về đến đâu chứ. Cứ theo sự thường nó phải thấy bố nó trước, chứ không phải là bố nó thấy nó trước. Thế mà Thánh Luca nói là trông thấy nó, tức là ông trông thấy nó trước. Ta xem nhé, lòng của ông ấy có theo nó không? Có. Và chỉ cần thoáng thấy thì đã nhận ra con mình. Và khi nhận ra nó là con mình thì ông chạy lòng thương. Quý ông bà anh chị em thử suy nghĩ xem, cái gì làm cho cái ông đây ông chạy lòng thương nó? Có cái gì ở nơi đó tốt đẹp để mà bố nó có thể chạy lòng thương nó khi mà nhìn thấy nó về thế? Cái gì làm cho ông có thể thương nó được? Thứ nhất nhé, khi nó ở nhà với bố nó có muốn chia gia tài không? Nếu mà nó ở nhà mà nó, khi nó ở nhà nó xin chia gia tài thì thằng đấy là thằng mất nết, có phải không? Rồi ra đi có sống đàng hoàng không? Không. Chung đụng với bọn đàng điếm. Rồi khi hết tiền thì đi làm thuê cho người ta. Làm nghề gì? Chăn heo, có phải không? Đấy. Làm ô xin còn đỡ, người ta không cho làm ô xin, người ta bắt đi chăn heo. Đời của nó là cái thằng cà chớn, rồi là cái thằng cà chua. Các cái thứ cà là cái thằng này là cuộc đời nó là như thế đấy. Nó đi về, nhìn thấy nó từ xa, ba nó chạy lòng thương. Quý ông bà anh chị em suy nghĩ thì xem là cái gì ở nơi cái con người của cái thằng cà chớn này mà ba nó có thể làm cho ba nó thương nó được.
Cái gì thế? Gì thế? Anh trả lời con. Hả? Hả? Gì? Dạ là vì nó là con của ông. Xin cảm ơn. Cho chàng pháo tay con nào. Cảm ơn. Đúng rồi. Không có vì cái gì hết. Không có vì cái gì hết. Nó là đứa cả trớn. Nó là đứa bất hiếu. Nó là đứa không có tư cách gì cả. Không đáng bằng con heo của người dân ngoài. Cuộc đời của nó không còn là gì nữa. Đi đến cùng đường của đường cùng rồi. Nó không có một lý do gì để cho bố nó có thể đáng yêu nó được. Nó không có một điều gì để đáng yêu được. Ấy vậy mà khi nhìn thấy nó thì cha nó chạch lòng thương ngay. Thì cuối cùng cũng chỉ quy lại có một điều. Nó có thể đánh mất đi. Nó có thể đánh mất đi tư cách nó là con. Chúng ta vừa mới nói trong bài phúc âm là nó ăn chơi phung phí đàng điếm để đánh mất cái tư cách là con. Nhưng mà có một điều nó không bao giờ đánh mất. Cái gì thế? Nó có thể đánh mất nó là con. Bởi vì nó là con thì nó đánh mất được. Nhưng mà có một điều không bao giờ nó đánh mất được. Là gì? Biết không? Thưa cha, là tình của người cha đã dành cho nó. Đúng rồi. Cho chàng pháo tay con là cảm ơn con. Nó có thể không còn là con, nhưng không bao giờ nó đánh mất đi một người cha của nó. Bố nó mãi mãi là bố của nó. Mặc dù nhiều lúc nó không còn muốn là con của bố nó, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi là bố nó mãi mãi, mãi mãi là bố của nó. Chúng ta xem nhé. Cái điều đấy rất là hay. Bây giờ có hai bố con đi ra tòa đi chăng nữa, ra tòa để mà từ nhau đó nhé. Sau khi tòa phán quyết, mỗi đứa cầm một tờ giấy, bố cầm một đứa một tờ, con cầm một tờ. Theo phương diện pháp lý thì hai người đấy có còn là cha con không? Nhưng tự bản chất của hai người đấy có còn là cha con không? Có cái gì có thể thay đổi được cái ông là bố của nó? Và nếu không có cái gì thay đổi ông là bố của nó thì mãi mãi ông là bố của nó. Mà bố thì phải có con. Sao mà bố mà không có đứa con thì sao mà gọi bố thế nào? Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, chỉ có trách một điều bố nó là tại vì bố nó đẻ ra nó. Thế thôi đấy. Bởi vì bố nó đã đẻ ra nó cho nên bố nó mãi mãi là bố của nó. Quý ông bà anh chị em xem, tương quan của chúng ta với Thiên Chúa y như vậy. Tại vì ta là con của Chúa, tại vì Chúa là bố của ta. Thế thôi. Và cái điều đấy không có cái gì mà có thể thay đổi được. Chúng ta có thể phạm tội để không còn là con của Chúa, nhưng không bao giờ và không có cái tội gì chúng ta phạm mà làm cho chúng ta không còn Thiên Chúa là bố của ta. Tôi đố quý ông bà anh chị em tìm được cái tội gì mà làm cho ta đánh mất đi Thiên Chúa là cha của ta đấy. Không. Cho nên á, suy nghĩ cái điều đấy á, thưa cộng đoàn, tôi thấy cái điều này tôi muốn chia sẻ. Đừng có bao giờ đánh mất niềm hy vọng. Chúng ta có phạm tội gì đi chăng nữa thì cái tội đấy quá lắm nó chỉ làm cho chúng ta không còn của Chúa thôi. Chứ nó không có đánh mất đi một Thiên Chúa là cha của ta đâu. Không. Thiên Chúa mãi mãi là Thiên là cha của ta. Không có cái tội gì ta phạm làm cho Thiên Chúa không còn là cha của ta được. Cho nên nếu chúng ta ở trong cựu ước, ở trong sách Isaiah nói tội của con có đỏ như máu đi chăng nữa thì ta cũng làm cho nó trắng như tuyết vậy. Cho nên không có cái gì làm cho chúng ta tuyệt vọng được. Cái ông Trịnh Công Sơn, ông con nhà không có đạo mà ông còn biết viết cái bài hát là tôi ơi đừng tuyệt vọng, huống hồ là ta là con cái Chúa, tại sao ta lấy quyền gì để tuyệt vọng trong tương quan với Chúa được. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, đơn giản lắm. Chúng ta tội lỗi đủ điều, chúng ta làm điều không ra làm sao, nhưng mà không bao giờ chúng ta đánh mất đi một Thiên Chúa là cha của mình. Điều đó là điều cực kỳ an ủi cho chúng ta là những người con cái của Chúa đó. Hay lắm. Tôi suy nghĩ về điều đấy tự nhiên tôi cảm thấy hạnh phúc vì ta có Chúa là cha ta. Ta có phạm tội gì đi chăng nữa, tôi nghĩ tôi có phạm tội gì đi chăng nữa, tôi có không còn là linh mục đi chăng nữa thì cái đấy là tôi có thể làm được. Nhưng không bao giờ tôi phạm cái tội gì mà đánh mất đi Thiên Chúa là cha của tôi được. Không. Thế thì tại sao chúng ta lại tuyệt vọng?
không bao giờ được phép tuyệt vọng. Thưa quý ông bà anh chị em, điều đấy là một điều mà chúng ta phải xác tín khi chúng ta là con cái của Chúa. Cho nên chúng ta xem, cái thằng này nó về đâu có vì lý do gì đâu, không có vì một cái gì đáng yêu của nó, mà bố nó chạy lòng thương. Và bản văn nói này, ông chạy lòng thương, sau đó ông làm ba điều. Điều gì vậy? Điều gì? Bạn này nói. Dạ thưa cha, là thứ nhất là người cha chạy đến ôm con, hôn lấy không để. Ông làm ba điều. Thứ nhất nhá, ông trông thấy nó đứng lên chạy ra. Quý ông bà anh chị em suy nghĩ thử xem nhá, ông có cần thiết phải đứng lên chạy ra không? Ông ấy đợi nó chạy vô, ông tha cho nó cũng được cái gì bạn à. Nhưng mà thấy Luca bảo không, ông không có ngồi yên đấy đợi nó vô đâu, ông chạy ra. Quý ông bà anh chị em có biết tại sao ông chạy ra không? Ông chạy ra vì sợ nó chạy vào. Ông hiểu không? Ông ấy chạy ra vì sợ nó chạy vào. Mà khi ông nó mà chạy vào thì ông đánh mất một cơ hội để diễn tả lòng thương xót. Ông chạy ra. Ta xem nhé. Ông ấy ngồi đó, ông là bố. Một người cha thì không có đứng lên chạy. Cái đứa con phải vào, người cha không có chạy. Theo văn hóa Á Đông mà. Thế mà ông dám đứng lên bỏ chạy ra. Như vậy có phải là ông ấy tạm rời bỏ cái tư cách là cha không? Ông ấy không có nề hà ông là bố nó nữa. Không, tao chạy. Có phải không? Chạy ra, bá vai bá cổ nó. Có phải không? Cha con không có bá vai bá cổ à? Cha thì phải đứng đấy, ngồi đấy. Con khoanh tay, cúi đầu à? Không có cái thứ bá vai bá cổ. Bá vai bá cổ là tương quan của ai đấy? Bạn bè. Đấy, quý bà anh chị em xem. Ông chấp nhận rời bỏ cái tư cách là bố của ông. Ông chạy ra, ông bá vai bá cổ nó như là một người người bạn vậy đấy. Ông ấy hạ mình xuống chấp nhận, coi như là một người bạn với nó, để đừng để cho nó sợ hãi ông nữa. Vì ông là bố là nó sợ hãi ông. Nhưng mà nếu ông là một người bạn thì nó cảm thấy ấm áp, gần gũi hơn. Và sau đó là hôn lấy hôn để. Có phải không? Hôn lấy hôn để nghĩa là sao? Hôn lấy hôn để nghĩa là sao anh? Anh có bao giờ hôn ai mà hôn lấy hôn để chưa? Là hôn cho người ta không kịp thở nữa. Hôn cho người ta không kịp thở? Hôn mà anh không kịp thở đấy. Mà anh không kịp thở sao hôn? Có lần tôi đi dạy học, tôi hỏi các sơ là hôn lấy hôn để nghĩa là sao? Các sơ ngồi kia có biết hôn lấy hôn để nghĩa là sao không? Hỏi một các sơ cái này nghe ngại quá, có phải không? Xong rồi một cái ma sơ người dân tộc giơ tay phát biểu. Không có một người ma sơ dân tộc kinh nào mà phát biểu. Một ma sơ người dân tộc đứng lên phát biểu. Thưa cha, hôn lấy hôn để nghĩa là lấy lên hôn, để xuống. Để xuống xong lại lấy lên hôn, lại để xuống. Tôi hỏi sơ ấy là thế sao lại không hôn liên tục đấy mà lại cứ phải lấy lên hôn rồi để xuống là thế nào? Bà bảo là lấy lên hôn để xuống thở, lấy lên hôn tiếp. Chứ cứ dí mũi vào mặt người ta là sao thở? Thưa cộng đoàn, lấy lên hôn để xuống chỉ muốn nói một điều: người cha diễn tả một tình cảm mà lâu ngày không có được diễn tả với cái đứa con của mình. Thế thôi đấy. Sau đó nó nói, ông có muốn nghe không? Nó nói, thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Ông có muốn nghe không? Dường như ông không muốn nghe. Sau đó, ông nói, đầy tớ, mang gì? Áo đẹp ra đây, có phải không? Mang áo đẹp ra đây mặc cho cậu. Mang giày đẹp ra đây mặc cho cậu. Mang nhẫn vàng 9 số 4 ra đây đeo vào nhẫn vào tay cậu. Có phải không? Và cuối cùng thì giết bê béo ăn mừng. Yến tiệc linh đình, có phải không? Tôi muốn dừng lại cái chỗ đây để hỏi một điều như này. Quý ông bà anh chị em suy nghĩ xem. Nó nhận được lòng thương xót của bố nó chưa? Nhận được chưa? Nhận được rồi. Bố nó đãi tiệc chưa? Đãi tiệc chưa? Đãi tiệc rồi. Nhưng mà có chỗ nào nói nó sám hối chưa? Có chỗ nào không? Đấy, ta xem nhé. Và cuối cùng thì cái câu chuyện kết thúc là và người ta ăn uống linh đình.
Còn một điều vẫn còn để dở đấy, không biết nó có sám hối hay chưa. Mà ở trong cái câu chuyện đấy, có câu nào hay có hành vi nào diễn tả bố nó tha cho nó không? Dường như là không. Chỉ nói bố nó chạy lòng thương nó. Còn bố nó chạy ra, bố nó ôm lấy nó, bố nó hôn nó. Đấy là những hình ảnh để diễn tả hai người lâu không có gặp nhau. Bố nó trả lại áo cho đẹp cho nó, nhẫn đẹp, giày đẹp và giết bê béo. Tức là bố nó phục hồi lại cái tư cách là con cho nó. Không có chi tiết nào nói bố nó tha cho nó. Tại vì như này, để có thể tha tội, để có thể mà được tha thứ tội lỗi thì phải làm bốn điều. Khi ta đi xưng tội đấy, bốn điều là gì? Xét mình, gì đã? Ăn năn dốc lòng chừa. Quý ông bà chị em suy nghĩ thì xem, cái thằng này nó được một bữa tiệc linh đình rồi đấy, mà nó ăn năn dốc lòng chừa chưa? Dường như là chưa. Lòng thương xót của Chúa khác sự tha thứ ở chỗ đấy. Lòng thương xót có thể đổ xuống trên cái đứa con từ cái ông bố, ngay khi mà cái đứa con nó vẫn chưa có sám hối. Tôi hỏi quý ông bà anh chị em này, mỗi lần chúng ta vào tòa giải tội xưng tội ấy, thế lần sau xét mình ta có thấy mình phạm lại mấy cái tội cũ không? Có không? Các ông có thấy có không? Như thế cái lần sám hối mà chúng ta bước vào xưng tội ấy, thật hay giả? Có thật sự không? Ta đâu đã sám hối thật sự đâu. Thưa cha, con đi lễ nghe cha giảng ngủ gật 5 lần. Lần sau cũng thưa cha, con đi lễ nghe cha giảng ngủ gật 7 lần. Cái tội đấy nó tăng lên đấy chứ có phải cái tội đấy nó giảm xuống đâu. Như thế hành vi sám hối của chúng ta dường như chưa có thật. Nhưng qua cái bí tích giải tội đấy, linh mục ban ơn tha tội đấy, thì cái ơn tha tội của Chúa nó có đổ xuống trên ta không? Có nhé. Mà Chúa có biết là nhìn cái mặt này thì thế nào cũng lại phạm lại cho mà coi. Chúa có biết không? Chúa biết chứ. Chúa biết là ta sẽ phạm tội lại, mà Chúa có tha không? Cái đấy không gọi là sự tha thứ. Cái đấy gọi là lòng thương xót. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, mỗi lần chúng ta cử hành một bí tích, hoặc là mỗi lần chúng ta cử hành thánh lễ đó, đầu lễ đó, mỗi người chúng ta đều kêu xin Chúa gì đấy, lạy Chúa, xin thương xót con. Không có nói lạy Chúa xin tha cho con đâu. Tại sao thế? Bởi vì sự sám hối của chúng ta không có thật. Mà nếu mà chúng ta không sám hối thật thì chúng ta không có xứng đáng để được tha thứ. Cho nên khi ta nói lạy Chúa xin hãy thương xót con, Chúa không có quyền hỏi là thằng kia, con kia, mày đã sám hối thật chưa nha. Ông không được đặt điều kiện à. Tôi không có xin ông tha, tôi xin ông thương xót à. Thì ông lo ông thương xót đi. Có phải không? Cho nên chúng ta kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa ngay khi chúng ta chưa có sám hối thật. Cái đứa con thứ ở trong cái câu chuyện ấy y như thế. Bố nó chạy lòng thương nó, bố nó đãi tiệc nó. Và thế là bố nó đợi chờ. Bố nó không có cần nó sám hối. Bố nó không có ép nó là thằng chết tiệt kia, mày có sám hối không thì tao đãi tiệc. Nếu bố nó có nói nó là mày có sám hối không, thì có lẽ nó cũng phải trả lời là có. Nhưng mà cái có đấy thật hay giả? Giả. Bố nó biết thừa là như thế, cho nên bố nó không có hỏi. Bố nó cứ thương xót nó, yêu thương nó, cho đến khi nào mà nó phải tự nó suy nghĩ là không thể không sám hối được, vì bố mình thương xót mình quá sức. Khi nó tự suy nghĩ về điều đấy và quyết định sám hối, thì quý ông bà anh chị em suy nghĩ thử xem, cái sám hối đó thật hay giả? Thật. Thiên Chúa, thưa cộng đoàn, với chúng ta y như thế. Thiên Chúa là một người giàu có, không biết giàu cái gì, nhưng mà chắc chắn giàu có về lòng thương xót. Ông phung phí lòng thương xót của ông mỗi ngày khi ông tha thứ cho ta. Ta vẫn chưa sám hối. Một Thiên Chúa của chúng ta giàu có về lòng thương xót. Ấy, ông giàu lắm. Không biết những cái khác ông có giàu hay không, nhưng mà tôi dám chắc Thiên Chúa giàu có về lòng thương xót. Ngày nào ông cũng đổ lòng thương xót xuống trên cuộc